Dạ. Dạ, ở đây Chúa Ngài biểu các môn đồ là gì ạ? Khi đi đường, hãy rao giảng rằng nước thiên đàng đã đến gần rồi. Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun và trừ các quỷ. Các ngươi được ban không thì cũng hãy cho không. Đuổi quỷ là một phần trong chức vụ của Chúa Giêsu, không phải là trọn chức vụ. Nó là một phần thôi nha anh chị em. Trong việc rao giảng phúc âm thì không thể thiếu cái điều này. Đuổi quỷ, chữa lành là đi đôi với nhau. Và sau đó chúng ta công bố phúc âm. Nếu mà chúng ta đuổi quỷ chữa lành mà chúng ta không nói về sự sống thật, đó là sự sống về đời sau, chúng ta không nói về sự cứu rỗi, thì quả thật đó là một sự sai sót rất là lớn. Chúng ta không thể chạy theo phép lạ. Nhưng mà phép lạ tất nhiên phải xảy ra để làm cho vững đạo của Chúa. Amen. Có nhiều người họ thích đuổi quỷ và chữa lành, và chỉ làm cái công việc đó mà họ quên giảng về sự sống đời đời. Cho nên khi mà họ gặp nan đề thì họ không thể nào tiếp tục bước đi với Chúa được. Hoặc là khi họ được giải cứu rồi, họ được chữa lành rồi, họ trở về họ không có cần phải học biết lẽ thật của Chúa để họ giữ được cái sự chữa lành. Hoặc là họ biết được cái sự sống đời sau nó giá trị hơn là cái sự sống tạm thời. Amen. Cho nên anh em hãy nhớ, làm gì làm chúng ta phải giảng về cái sự cứu rỗi cho thật sâu sắc. Đó là cái lẽ thật cơ bản. Tất cả phép lạ, chữa lành, chu cấp, nó là cái bảng chỉ đường đến cái chỗ sự sống đời đời. Amen. Để giới thiệu về một đấng cứu rỗi linh hồn, đấng đó là Giêsu, là đấng đã chết trên thập tự giá, Ngài đã sống lại. Và Ngài nói rằng một linh hồn thì quý hơn cả thế gian. Khi một người ăn năn tội lỗi thì thiên sứ ở trên trời sẽ nức lòng mừng rỡ. Amen. Và đó là cái điều then chốt ở trong cái việc rao giảng phúc âm. Có nhiều người đi ra giảng tin lành, cứ nói chị ơi, anh ơi, tin Chúa đi để Chúa chữa lành cho, giải cứu cho, rồi Chúa ban phước cho, để mà trả nợ đâu này kia. Nhưng mà không giảng về sự cứu rỗi. Họ theo Chúa thời gian, cái họ được hết rồi, cái họ bỏ Chúa. Họ nói ô bây giờ được rồi, bây giờ được chữa lành, được cứu rồi, được giàu có rồi. Họ không có trân trọng cái sự sống đời đời. Vậy cho nên đó là Chúa nói rằng là gì? Câu số 7: khi đi đường, hãy rao giảng rằng nước thiên đàng đã đến gần rồi. Rao giảng nước thiên đàng, đó là nói về sự cứu rỗi, về sự chịu khổ, về sự phục sinh. Amen à. Về sự sống đời đời, về tương lai, về ngày Chúa Giêsu trở lại, thành Jerusalem mới được đến, và chúng ta được sống ở trong trời mới đất mới. Đó là điều họ cũng cần phải học. Amen à. Chứ không chỉ là chữa lành ốm đau bệnh tật đuổi quỷ mà thôi. Nhớ như vậy. Và điều thứ hai là bạn có trách nhiệm và nghĩa vụ phải đuổi quỷ. Bởi vì quyền lực ma quỷ nó ám vào trong người ta, nó gây ra những cái nan đề bệnh tật đau khổ. Mà nếu chúng ta không giải quyết được cái đuổi quỷ thì tất cả mọi nan đề đó vẫn còn y nguyên. Vì vậy cho nên đuổi quỷ là một trong những, ví dụ như là Chúa Giêsu đến với cái người câm và điếc thì Chúa đuổi quỷ linh câm và điếc ra, đúng không ạ? Và khi cái con quỷ đó, cái linh đó nó ra khỏi người đó thì người đó bắt đầu nói lại và nghe được. Còn nếu mà không xử lý ma quỷ thì làm sao có thể chữa lành cho người ta được. Vậy cho nên là chúng ta cần phải xử lý những cái tà linh đang cầm buộc cuộc đời của họ. Amen. Trong Mác đoạn 16 câu số 17, những kẻ tin sẽ thấy các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống độc chi chẳng gì, chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được lành.
bắt rắn trong tay. Có phải là Chúa chỉ mình đi bắt rắn để bán không? Chứ bắt rắn trong tay là bắt làm sao? Có cái ông kia ông học cái câu này về, ông đi bắt rắn, ông đi hầu việc Chúa, ông đi bắt rắn ông bán. Ông kêu Chúa chỉ là mình nhân danh Chúa bắt rắn trong tay. Bắt rắn, rắn và bồ cạp thì thường thường hay đề cập đến ma quỷ. Bắt rắn có nghĩa là chúng ta trói cột nó, đuổi nó để giải cứu tội nhân ra khỏi sự cầm buộc. Amen. Bắt là mình có quyền trên nó, chứ không phải bắt rắn theo nghĩa đen đi về bán đâu nha. Thì vậy mới kinh thánh mới vô đây học này. Chứ không ở Bạc Liêu đi bán bánh tay yến. Amen. Bắt rắn trong tay. Nếu uống giống chi độc. Ở đây là nói là vô tình. Nếu mà tôi nghe một cái câu chuyện, đó là ở tại Hóc Môn, có một người vợ rất yêu mến Chúa. Và sau đó người chồng một ngày kia thì ông ta rất là căm giận khi vợ của mình yêu mến Chúa. Càng yêu mến Chúa thì người chồng càng tức tìm mọi cách để đàn áp, bắt bớ. Một ngày kia ông pha ly nước, ông bỏ thuốc ở trong đó. Và bà đi nhóm về buổi trưa nắng, nói rằng là em ơi em uống ly nước chanh cho mát. Bà cũng nói ủa ông chồng mình sao ngộ ghê, từ bấy lâu nay đi về ông chửi bới, ông làm tan nát cõi lòng, bây giờ sao về mà ông pha nước chanh cho uống tử tế quá vậy. Thì trước khi uống, người cơ đốc nhân mình hay cầu nguyện. Bà cầu nguyện xin Chúa thánh hóa ly nước này, con uống vô để con bổ khỏe. Bà uống vô anh chị em, bà uống vô cái bà tỉnh bơ luôn. Bà nằm, bà ăn cơm xong bà nằm bà hát thánh ca. Ông kêu ngộ dữ vậy ta. Xong vợ mình nó uống thuốc chuột mà không chết, thuốc chuột không mùi mà không chết luôn. Xong bắt đầu ổng quỳ gối xuống, ổng nói em ơi em làm ơn cho anh tin Chúa của em với, vì anh thấy Chúa của em quá lớn lao màu nhiệm quyền năng. Ổng mới kể ra cái sự tình như vậy đó anh chị em. Chúa bắt phục công ông chồng cứng đầu như vậy. Cho nên là tất cả thức ăn chúng ta cầu nguyện để Chúa thánh hóa. Nếu mà có ăn nhầm chất độc chi cũng không hại gì. Ăn nhầm chứ không phải cố ý đâu nha anh chị em. Không phải là bây giờ mình cầm cái con gà nó bị H5N1 lên, mình nói Chú ơi xin Ngài thánh hóa, con ăn nhầm con cũng không bị gì. Ăn nhầm nó khác cố ý nha. Amen. Cầm cái lựu đạn mà rút chốt ra mà nói Chú ơi đừng cho nó nổ là ngu. Cho nên ăn nhầm nha anh chị em. Ăn nhầm. Amen. Hãy quay qua người bên cạnh mình nói rằng nếu bạn ăn nhầm chất độc chi cũng không hại gì. Amen à. Yeah. Cho nên là bây giờ chúng ta thấy rằng là rau củ quả toàn là quá chất không. Cho nên Chúa ban cái câu kinh thánh này cho người hầu vị Chúa là quá amen luôn. Cho con cái Chúa là quá amen luôn. Amen anh chị em. Cho nên khi mà mình ăn uống mình nhớ cầu nguyện để Chúa thánh hóa. Ngày xưa mình ăn những cái thứ rau củ quả là toàn là sạch không, không có quá chất. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng là rau củ quả, tất cả mọi thứ đều dùng thuốc kích thích. Cho nên rất là kinh khủng. Và đây là lời hứa dành cho chúng ta. Amen. Hãy đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ được lành. Amen. Chúng ta tin rằng là khi chúng ta đặt tay, chúng ta cầu nguyện, họ được lành. Cái bổn phận của chúng ta là đặt tay. Còn lành hay không là bản thân của họ nữa. Amen à. Chúng ta làm hết khả năng của mình. Nhưng mà đôi khi người ta không được chữa lành không phải là lỗi của chúng ta hoặc là lỗi của Chúa. Ngay kể cả Chúa Giê-xu trở về quê hương, Ngài không chữa lành cho nhiều người vì tại nơi đó họ không tin. Họ vô tín, họ nghi ngờ, họ coi thường. Ồ, ông Giê-xu này là con của ông thợ mộc, con của Marie Joseph có lạ gì đâu. Ngày xưa ở chung với tôi trong cái xóm này. À, bây giờ làm gì có cái vụ mà đặt tay đến kẻ đau được lành. Đôi khi cái vấn đề coi thường như vậy cho nên phép lạ không có xảy ra. Nhưng mà chúng ta, trách nhiệm của chúng ta cứ đặt tay và cầu nguyện. Và chúng ta nhận biết rằng đấng ở trong chúng ta lớn hơn các thần của thế gian. Ở trong Giăng Nhất đoạn 4 câu số 4. Giăng Nhất đoạn 4 câu số 4. Chúng ta mở ra và đọc. Đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các
Amen. Đấng ở trong chúng ta lớn hơn những kẻ ở thế gian, lớn hơn ma quỷ. Hãy quay qua người bên cạnh mà nói rằng đấng ở trong bạn là lớn hơn quyền lực của ma quỷ, lớn hơn ma quỷ. Amen à. Và anh chị em biết rằng là khi mà chúng ta đi ra cầu nguyện đuổi quỷ đó, thì ma quỷ là người biết rõ chúng ta nhiều hơn là cha mẹ hay là anh chị em của chúng ta, hay là hội thánh của chúng ta, hay là mục sư của chúng ta. Ma quỷ nó biết rõ anh em là người có thực sự là có tôn cao Chúa hay không, có Chúa làm chủ trong đời sống của mình hay không. Chúng ta mở ra ở trong Công vụ đoạn 19 câu số 14 đến 16. Công vụ đoạn 19 câu số 14 đến 16. Amen, amen. Cảm ơn Chúa. Ở đây cho chúng ta nhìn thấy rằng bảy con trai của thầy tế lễ Cê-pha nhân danh Chúa của Phao-lô mà đuổi quỷ. Và cái con quỷ đó nó biết rằng là tao biết Phao-lô là ai, Giê-xu là ai, nhưng các ngươi là ai tao cũng biết luôn. Họ chỉ mượn danh của Chúa Giê-xu để mà trừ quỷ. Cho nên nhiều lúc chúng ta chỉ nhân danh Chúa của một sư sĩ để đuổi, mà trong đời sống của chúng ta không để tôn cao Chúa và để Chúa làm chủ, và chúng ta không có niềm tin thật sự. Bởi vì Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Gia-cốp và Đức Chúa Trời của mỗi một chúng ta không có ăn theo được. Amen à. Tôi giảng dạy cho anh chị em biết lẽ thật, nhưng mà bản thân anh chị em phải tin vào lẽ thật, tôn cao lẽ thật. Amen à. Cha làm võ sư thì con không học võ sư, con cũng bị quánh knock out như thường. Bạn ở trong nhà máy Omo, nhưng không có nghĩa là bạn sạch nếu bạn không lấy Omo sát lên thân thể của mình, đúng không ạ? À? Bạn ở gần tiệm vàng nhưng không phải là bạn có vàng, bạn phải mua vàng bạn đeo. Amen à. Cho nên khi mà anh chị em học, phải để Chúa trong cuộc đời của mình, và phải sống trong lời Chúa, phải tin vào lẽ thật của Chúa. Mình đừng có nghĩa là mình học để mình đối phó với một ai đó. À là tôi học, tôi ngồi đó, nhưng mà tôi chú ý để coi có cái gì đó, tôi đặt câu hỏi, tôi bắt bẻ. Mình học như vậy, cái bài học đầu tiên đó là gì? Bạn đừng học giùm cho ai cả, nhưng hãy học cho bản thân của mình. Đừng có nghĩ tôi ngồi tôi học đây là tôi học giùm cho vợ tôi. Nếu có bà ở đây thì ok lắm. Không, mình phải học cho chính bản thân của mình. Mình được giải cứu, mình được trang bị, mình được đầy dạy Chúa, thì mình đi ra mình mới có kết quả. Bảy con trai của Cê-va nhân danh Chúa của Phao-lô, và cuối cùng ma quỷ nó sắn tới, nó dày đạp, nó tấn công tơi tả luôn. Cho nên nếu mà đi ra thực sự không có sự sức dầu của Chúa, không tôn cao Chúa, mà tôn cao cái bản thân của mình, và chúng ta kiêu ngạo thì coi chừng. Cho nên cái cuộc chiến mà khi chúng ta sắp la cà với ma quỷ, nó không phải chuyện đơn giản anh chị em. Có những người giống như bỡn cợt vậy đó, cầu nguyện, nhất là những người điên đó nha anh chị em. Những người mà nó điên lên rồi đó, là cầm cái gì trong tay là nó vớt anh chị em cái đó. Mà nếu anh chị em không được sức dầu, không được bảo vệ đó, là coi chừng. Cái ông kia, ông quỷ nó nhập vô và bắt đầu từ ngoài cửa anh em chị em, nó lè cái lưỡi ra, nó xông vô. Mà mình đang đứng như vậy, mà lạ lùng anh chị em, khi mà mình bước đi trong cái sự dẫn dắt của Thánh Linh Chúa và tôn cao Chúa, và bắt đầu nó giống như là ở trong cái con mắt thuộc thể mình không thấy cái sự vô hình. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái sự vinh hiển của Chúa bao phủ, và thiên sứ của Chúa đang đứng xung quanh. Và họ, cái ông đó phi tới gần một mét thôi, gần tới tôi thôi, thì ông rớt cái bạch xuống. Và cầm cái dao dài này, mày vô đi, tao lụi. Anh chị em tưởng tượng đi, nếu mà mình thực sự mà không có
không có tin chắc vào lời hứa của Chúa và sống bước đi trong Chúa là dễ lắm mình sẽ rúng động và bỏ chạy ra anh chị em. Nó không phải chuyện đơn giản đâu, những người bị quỷ nhập nó hành động nhiều cái bất nhân lắm. Người ta đâu có kiểm soát được, người ta giống như tâm thần mà. Có một sư kia đang cầu nguyện nhắm mắt, cái thằng đó lấy trái cà chua, nó quýnh một phát cái mũi giống như cà chua luôn, sưng lên luôn. Cho nên đuổi quỷ đừng bao giờ nhắm mắt nha anh chị em. Hồi trong truyền thống mình không quen, mình cứ cầu nguyện cứ lúc nào cũng nhắm mắt, nhà nó quen rồi, cái đi cầu nguyện đuổi quỷ người ta cũng nhắm mắt luôn. Nhưng mà cầu nguyện đuổi quỷ đừng nhắm mắt, giống như mình ra trận mình bắn, mình phải mở mắt để mình nhắm, mình bắn với ai mà nhắm mắt vậy sao bắn, đúng không? Cho nên đuổi quỷ là nhớ là mình phải mở mắt, chứ còn mình nhắm mắt là nó sẽ quýnh và mình không đỡ được. Tại vì đôi khi mình đâu có biết, nhiều khi ma quỷ nó, cái người mà bị quỷ nhập á, là cầm cái gì nó quơ được cái gì là nó vớt anh em cái đó. Cho nên chúng ta cần phải đề phòng. Và đặc biệt đó là khi đi cầu nguyện, chúng ta cần phải tôn cao Chúa, phải ăn năn, phải loại bỏ tất cả mọi cái xác thịt của mình để bước vào trong chiến trận sáp la cà, giống như anh em lên đài là đối phương nó đang ở trước mặt mình. Khi Chúa Giê-xu được dẫn dắt vào trong đồng vắng kiêng ăn 40 ngày, anh em tưởng tượng đi, Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn Chúa Giê-xu vào ở trong đồng vắng để đối diện với ma quỷ. Và lúc bây giờ là Chúa giống như Chúa đang thi một cái bài học là Ngài phải đậu đó, để rồi Ngài bước vào trong chức vụ đó, chứ không phải chuyện đơn giản. Amen. Cho nên xin Chúa giúp cho tôi và anh chị em ý thức cái điều này, để rồi chúng ta thấy rằng là chúng ta không có bị nó tơi tả. Có nhiều người nói là mục sư ơi, sao mà em đi ra trận em bị cắn gót hoài à? Thế mà em ra em đuổi quỷ về là gia đình của em heo chết rồi, gà dịch rồi, heo bỏ ăn rồi, con của em bị cái này cái kia, có không à? Có đó nha. Nhưng mà anh chị em ơi, một lẽ thật cho anh chị em đó là chúng ta công bố sự bảo vệ của Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Ngài đã ban cho con cái quyền giày đạp rắn bò cạp và mọi cái nghịch chi chân, không gì làm hại các con được. Amen. Nếu như mà mình nghĩ rằng là mình đi ra thì nó có cơ hội nó cắn gót thì bao nhiêu người dám đi ra anh chị em? Có nhiều người không dám làm chứng về Chúa thôi luôn. Cứ mỗi lần dẫn người ta về, tin Chúa về, một người thôi ở nhà bị tấn công. Riết hồi người ta không dám dẫn người ta về với Chúa luôn. Không phải là bởi vì mình không có ý thức, hoặc là mình không có làm chết cái xác thịt của mình. Cái xác thịt đó là cái mà nó còn dữ dằn hơn ma quỷ nữa. Ma quỷ thì mình đuổi ra là ra, nhưng mà cái xác thịt đó nó gắn liền với cái con người, cái thân xác của mình. Cho nên chúng ta cần phải làm chết mỗi ngày. Còn nếu mà mình để xác thịt sống trong mình thì Chúa không sống. Mà nếu để Chúa sống thì xác thịt phải chết đi. Amen. Đó giống như mình học cái bài học là về cuộc đời của ông Gióp á. Tại sao Chúa cho bò lừa rồi tôi trai tớ gái rồi con chết hết, còn có ông bà vợ còn sống, để trắc nghiệm cái tính khí của ông nữa, để coi thì ông có oán Chúa hay không, đúng không à? Nhiều khi Chúa để cái người bên cạnh mình á, Chúa để một cái công việc làm cho mình bực mình, coi thử mình có cái trái nhịn nhục không, có cái trái yêu thương đủ không. Amen à. Chứ đừng có cầu nguyện là Chúa ơi xin Chúa cất cái điều đó ra khỏi con. Nhiều khi Chúa để cho mình thi á, thi đậu xong rồi là Chúa mới có cách của Ngài. Amen không chị em? Amen. Xin Chúa giúp cho tôi và anh chị em hãy xử lý xác thịt của mình, để rồi ma quỷ nó không có quyền cắn gót chúng ta. Ma quỷ nó cắn gót chúng ta không phải là đó là một cái việc mà mặc nhiên nó là như vậy, không phải. Bởi vì nó như thế nào nó mới có quyền cắn gót. Chúng ta biết như vậy cho nên chúng ta cần phải đi ra trận, phải đóng cái cửa sau. Amen. Chứ không để nó, mình ra mình chiến trận ở cái nhà của mình, ăn trộm nó chui vô cái cửa sau, nó lấy hết đồ của mình luôn. Giống như là mình đi ra chiến trận nhưng mà ma quỷ nó lại tấn công gia đình của mình. Nhưng mà trước khi đi anh em cầu nguyện, Chúa bảo vệ gia đình con, Chúa ban lệnh cho thiên sứ của Ngài đóng trại xung quanh gìn giữ gia đình con. Con công bố rằng ôn dịch sẽ không đến gần trại của người công bình. Con công bố rằng con bước đi trong năng quyền của Ngài, con có quyền trên sư tử và rắn hổ mang. Amen. Có quyền trên quyền lực của ma quỷ. Hallelujah. Chúng ta
Bởi vì nó cứ lặp đi lặp lại rồi cuối cùng chúng ta tin bằng những cái điều lừa dối của ma quỷ. Sao không? Vậy hả? Chắc nó chịu không nổi. Thì mình mạnh quá. Rồi chúng ta chờ chút nữa. Rồi ok. Bây giờ chúng ta khi mà bước vào trong một cái gia đình hay là chúng ta cầu nguyện giải cứu cho một người nào đó thì chúng ta cần phải phải trói kẻ mạnh. Trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu số 26 và trong Châm Ngôn đoạn 6 câu số 1 đến số 2 và Cô-lô-se đoạn 2 câu số 14. Xin mời anh chị em chúng ta mở ra, chúng ta đọc ba phân đoạn kinh thánh này. Trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 29, xin mời một người đọc. Như vậy bây giờ là Chúa đang nói rằng là cái nhà đó là nói về mỗi cuộc đời của chúng ta. Và khi kẻ mạnh sức ở đây có nghĩa rằng là ở trong người thường thì ở trong cái người ta thường nói có câu là đất có thổ công, sông có hà bá. Cho nên nó có những cái linh chủ quyền ở trong đó anh chị em. Kẻ mạnh sức nó đang cầm buộc cái vùng đất hay là gia đình hay là một con người nào đó. Mà nếu chúng ta không trói kẻ mạnh sức thì chúng ta không thể giải cứu cái người đó ra được. Giống như là khi mà cái cuộc chiến xảy ra, cái người cầm đầu mà chết đó, thì tất cả lính đó là tản lạc hết, đúng không ạ? Cho nên người ta nói thường là người ta làm sao để tiêu diệt được cái thằng nguyên soái đó, thằng đầu đàn đó. Mà khi tiêu diệt nó rồi là lính nó chạy thất bại liền. Thì cái kẻ mạnh sức ở đây nó làm chủ ở trong cái đời sống của người ta. Chúng ta cần phải trói kẻ mạnh sức. Amen. Ở trong Châm Ngôn đoạn 6 câu số 1 số 2 xin mời. Hỡi con, nếu con có bảo lãnh cho kẻ lân cận mình, nếu con giao tay mình vì người ngoại thì con đã bị lời miệng mình trói buộc, mắc phải lời của miệng con. Rồi trong Cô-lô-se. Chúa Ngài đã trút bỏ quyền cai trị, Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch. Cái tờ khế đó là cái giao ước, cái khế nợ mà cái gia đình hay là một cái người đó người ta đã hứa. Ví dụ như là có một người nói rằng là tôi mà tôi hết bệnh là tôi cạo đầu, hoặc là tôi cúng một con heo quay. Nhưng mà hứa như vậy nhưng mà cứ bệnh hoài. Và một ngày kia thì mục sư đến làm chứng và cầu nguyện. Cầu nguyện hoài cho anh ta nhưng mà rồi sao thấy cũng không được lành. Và còn mắc những cái lời thề. Cho nên chúng ta cần người đó phải ăn năn và xưng nó ra và công bố rằng trong danh Chúa Giêsu con chấp nhận giao ước mới của Ngài. Là quyết Chúa Giêsu mua chuộc con và con cắt đứt cái giao ước cũ, nó là những cái lời thề nguyện của con trước đây với những tà linh không liên quan gì đến con nữa trong danh Chúa Giêsu. Amen. Và con chấp nhận Chúa Giêsu là Chúa của con, Ngài là vua của con. Và lúc bây giờ anh chị em đủ quỷ. Amen. Giao ước nó giống như những cái sợi dây xích anh chị em. Sợi dây xích nó xuyên người ta lại. Mà nếu anh chị em không cắt đứt cái sợi dây xích đó thì dầu cho anh chị em biểu họ đi, họ bị trói như thế này, nói rằng là bạn hãy đi nhóm đi, bạn hãy đọc kinh thánh đi, thì cũng không đọc được. Miệng thì họ tin nhưng mà họ bị trói rồi. Biểu họ đi thăm viếng đi hay là đi hầu việc Chúa đi, không đi được. Cho đến khi họ bị được bứt đứt những cái xiềng xích đó, những cái giao ước đó, thì thực sự họ mới được tự do và họ được lớn lên. Amen. Cho nên những cái lời thề nguyện, những cái khế ước. Và ở đây Kinh Thánh nói rằng là Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, cùng các điều khoản trái với chúng ta nữa, và đem đóng đinh nó trên thập tự giá. Amen. Tại thập tự giá Chúa Giêsu đã trút bỏ quyền cai trị, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp chúng nó tỏ tường giữa thiên hạ. Người ta nói rằng là trong cái thời của Chúa Giêsu đó là ví dụ như là một người mà bị bại ngoài chiến trường, thì cái người mà chiến thắng đó cột anh ta lại và kéo anh ta đi trong cái thành Rome và tung hô rằng người bị đánh bại là như thế đó. Cho nên
cái hình ảnh này, sứ đồ Phao-lô, ông biết cho nên ông dùng cái hình ảnh này để nói lên cái sự chiến thắng vẻ vang của Chúa Giê-xu tại thập tự giá, mà kẻ thù bị đánh bại đó là Sa-tan. Nhưng ngày hôm nay nó vẫn tiếp tục đi lừa dối, đi cầm buộc người ta. Nhưng tôi và anh chị em là những người tôi tớ của Đức Chúa Trời, được mang lấy những cái khí giới của Chúa và trang bị những cái lẽ thật của Ngài. Cho nên chúng ta biết để chúng ta đến và công bố. Amen. Công bố cái sự chiến thắng và nói cho người ta biết rằng tại thập tự giá, Chúa Giê-xu đã trả nợ thay cho anh. Và Ngài đã chiến thắng ma quỷ rồi. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Không cần các linh nói ra. Anh chị em nhớ nha, khi mình đuổi quỷ á, mình không cần phải hỏi mày tên gì, mày tên gì, mày làm cái gì. Nhiều khi ma quỷ mà kẻ nói dối mà nó nói đâu có thật đâu. Nhiều khi nó là kẻ du khống nữa. Cho nên nếu mà mình cứ lắng nghe lời của ma quỷ nói là coi chừng mình bị mắc lừa đó. Nên nhớ nha, khi mà đi giải cứu không cần phải hỏi nó. Khi mà Phao-lô đến thành Ê-phê-sô, ông đi giảng đạo, có cái đứa đầy tớ bé gái, nó bị quỷ phi tôn nhập vô, cứ đi theo Phao-lô. Ô, Phao-lô là tôi tớ của Đức Chúa Trời, Phao-lô là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Phao-lô đâu có công nhận cái lời của nó nói đâu. Đúng không? Bởi vì nếu mà lắng nghe nó nói một ngày, một ngày kia, nó sẽ nói ngược lại là Phao-lô là không phải tôi tớ của Đức Chúa Trời mà tin là chết. Cho nên mình đừng có công nhận. Amen. Rồi khi mà Chúa Giê-xu vào trong nhà hội, ma quỷ nó nói rằng là Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, đừng có đến đây hại tôi. Chúa cấm nó không cho nó nói luôn. Và Chúa biểu nó đi ra. Amen. Cho nên chúng ta đừng tìm câu trả lời nơi ma quỷ. Vì một ngày đẹp trời, khi anh em đi cầu nguyện mà đuổi quỷ, nó cũng nói rằng cái người bên cạnh mày đang phạm tội, không có quyền đuổi tao đâu. Mà khi mình tin như vậy là tự nhiên mình mất đi năng quyền liền. Anh chị em hiểu không? Có đôi khi nó nói thật, mà đôi khi nó cũng nói giả nữa. Cho nên nó giả giả thật thật, chúng ta đừng có tin nó. Amen à. Cho nên đừng có tìm câu trả lời nơi ma quỷ. Nhưng mà nó cũng nguy hiểm lắm đó nha. Nguy hiểm chết người á. Có nhiều người á là đi một đoàn truyền giáo, cái nó nói, nó nhìn nhìn vậy, cái người bị quỷ ám nó nhìn nhìn vậy, tao không sợ mấy thằng này, tao sợ thằng này thôi. Nó biết thằng này kêu ngạo mà, sợ thằng này thôi. Cái thằng này ưỡn ngực, công nhận mình đầy dẫy thánh linh hơn mấy người khác, ưỡn ngực một cái là nó nhập vô liền, kêu ngạo mà. Cho nên cẩn thận nha anh chị em. Cái người kia chưa được giải cứu, giải cứu người này luôn, nó làm cả chùm vậy đó. Rồi có một lần hai người đi đến giải cứu, bắt đầu nó nói, tao biết thằng này nó giữ tiền của hội thánh, nó toàn nó ăn cắp tiền của hội thánh, không, nó không có đuổi ra ta được tao đâu. Rồi bắt đầu có mục sư đi chung, cái ông mục sư cũng nghi ngờ này, chà, bây giờ mà tao mới biết mày á nha. Rồi xong đó, có hay không có mình không biết, nhưng mà nghe nó nói là cũng hoang mang rồi đó. Cho nên khi mà đuổi quỷ đừng bao giờ nghe nó. Amen. Nó là kẻ nói dối, mà đôi khi nó cũng là kẻ nói thật. Nhưng mà thật thật giả giả, thôi khỏi nghe nó. Amen. Tốt nhất là những người đi ra đuổi quỷ phải sẵn sàng một tấm lòng tin kính Chúa. Amen. Kính sợ Chúa. Còn nó có nói thật hay không nói thật là khi anh chị em ra mà không có để Chúa tôn cao thì nó sẽ tấn công tơi tả luôn cho anh em thấy. Đừng có nói rằng là ô thôi bây giờ, nếu mà nói rằng là người ta không biết quỷ nó nói, người ta không tin, thôi bây giờ mình cứ làm những điều tội lỗi đi. Mà khi mà bạn nghĩ như vậy là bạn sẽ bị nó tấn công. Mình giữ một đời sống thánh khạch sạch. Amen. Một đời sống nên thánh, một đời sống kính sợ Chúa, khi mình đi ra trận mình chiến thắng một cách vẻ vang và mang vinh hiển về cho Chúa, mà người ta được giải cứu. Amen à. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hầu hết các bệnh không chữa lành được là nguyên nhân của những cái linh dữ. Những cái linh dữ, tà linh, cái dạng lính nha.
Ở trong cái cấp độ mà linh á, nó có 3 cấp độ nha anh chị em. Satan, rồi đến ma quỷ, rồi đến cái dạng là những cái linh. Và cái cấp độ mà linh á, thì nó bình thường thôi. Nhưng cái cấp độ mà nó lên á, mà Satan á, là phải cần cái sự sức dầu. Amen. Chẳng hạn như là chúng ta thấy rằng là có như là TB Joshua là những người mà được ơn, được sức dầu. Ông giải cứu những cái ca rất là nặng. Và nó cần cái sự sức dầu. Cần có những cái người có ân tứ mạnh mẽ để giải quyết những cái hòn núi lớn. Amen. Cho nên là chúng ta nói như vậy không có nghĩa rằng là chúng ta không có cơ hội. Chúng ta biết rằng là Đức Chúa Trời luôn luôn sử dụng những con người có tấm lòng, những con người có một đời sống tận hiến. Cảm ơn chị. Cảm ơn Chúa. Cho nên là chúng ta cầu nguyện để rồi Đức Chúa Trời có thể sử dụng chúng ta làm những cái công việc lớn cho Ngài. Ở trong Luca đoạn 6 câu số 19. Luca đoạn 6 câu số 19. Cảm ơn em. Chúng ta mở ra trong Mác chương 6 câu số 56. Amen. Như vậy tất cả những người đem đến với Chúa Giê-xu, Chúa đuổi quỷ và chữa lành cho tất cả những người đã bị cầm buộc. Amen. Ở trong Luca đoạn 13 câu số 16. Luca đoạn 13 câu số 16. Chúng ta biết rằng là cái người phụ nữ này bị còng lưng nhiều năm rồi, 18 năm rồi, bà vẫn thường xuyên ở trong nhà hội. Nhưng mà các thầy tế lễ, những người Pharisee thì không thể đuổi được, giải cứu được cho bà. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu đến, Ngài giải cứu. Bởi vì Chúa Giê-xu, Ngài đuổi những cái linh dữ đó ra khỏi. Amen. Nó giống như là có những cái vùng đất đó anh chị em, có những cái vùng đất. Và tà linh của Chúa thì nó rất là, nó có những cái linh dữ nó cầm buộc người ta. Giống như hồi hôm qua tôi nói, tôi kể chuyện cho anh chị em rằng là cái ông mà ở dưới sông Đốc, ông Nguyễn Văn Hiền đó, ông là bị chín sói đại càng đó. Nó giống như là cái thuộc cái dạng mà cái dạng quỷ mà quỷ dữ rồi. Nó không phải là linh bình thường nữa. Cho nên là cần cái sự vận hành và sự sức dầu của Chúa một cách mạnh mẽ. Và tôi nghĩ rằng là cái lúc đó nó giống như cái lò lửa nó đang cháy một cái mức độ là lớn lắm. Mình bỏ cái vật gì vô trong đó thì nó cũng cháy luôn đó anh chị em. Cho nên có những cái cuộc phấn hưng, có những cái lúc mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang vận hành một cách mạnh mẽ, sự sức dầu mạnh mẽ đó anh chị em. Và khi mà đem những cái người mà tà linh bị quỷ ám, nó ám họ đó, và hoặc là những cái căn bệnh nan y đến, họ được chữa lành. Có những cái cuộc phán hưng, có những tôi tớ của Chúa. Amen. Cho nên đó là những cái điều mà chúng ta cần phải nhạy bén. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Rồi. Không cần, chúng ta không cần phải la hét hay là nói tiếng lạ một cách to tiếng để đuổi quỷ. Trong khi mà giải cứu nó, anh chị em nhớ nha. Chúng ta không cần phải la hét lên. Có một cái phong trào gọi là phong trào ngũ tuần mà khi mà mới khởi sắc đó, thì người ta lại quá máu đến nỗi mà người ta la hét đến nỗi mà la đứt hơi luôn. Rồi người ta nói tiếng lạ để đuổi quỷ. Chúng ta đuổi quỷ là đuổi bằng tiếng mẹ đẻ. Còn cầu nguyện tiếng lạ là mình tương giao với Chúa, gây dựng chính mình. Amen chị em. Ví dụ như bây giờ cái người này bị quỷ ám đi,
Và mình có thể đứng đằng xa mình cầu nguyện tiếng lạ. Nhưng mà mình không nhất thiết là mình dùng tiếng lạ để mình đuổi cái con quỷ đó ra. Amen. Thứ nhất là anh em dùng tiếng lạ là cái người mà bị quỷ cầm buộc á, người ta không cộng tác được. Vì anh em nói tiếng mẹ đẻ người ta mới cộng tác được chứ. Người ta mới amen cái những gì mà mình nói được, đúng không ạ? Cho nên khi mà mình đuổi quỷ là hãy đuổi bằng tiếng mẹ đẻ. Còn cầu nguyện tương giao với Chúa như là trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 thì nói rằng ai nói tiếng lạ là nói với Đức Chúa Trời, vì ấy là trong tâm thần người kia nói lời mạo nhiệm. Ai cầu nguyện tiếng lạ là gây dựng chính mình. Cầu nguyện tiếng lạ giống như là bài tập thể dục thuộc linh. Amen. Trước khi mà mình có thể dỡ lên cái vật dụng gì nặng hay là mình làm cái gì đó thì mình cần phải tập thể dục. Amen. Mình cần phải nâng tạ lên, đúng không ạ? Mình phải đạt đến cái mức độ đó thì mình mới có thể có sức, đủ sức để giải quyết những cái hòn núi. Thì cũng giống như vậy, khi mà mình cầu nguyện tiếng lạ là mình gây dựng chính mình. Đó là bài tập thể dục thuộc linh cho bản thân của mình. Nhưng mà khi mình đi ra mình thực thi chức vụ của một vị vua thì không, chúng ta không dùng tiếng lạ để đuổi quỷ. Và chúng ta không cần phải la hét quá lớn. Đương nhiên là có những lúc khi mà thánh linh của Chúa ngài vận hành thì chúng ta không thể nói nhỏ được, đúng không ạ? Ví dụ bây giờ gặp cái người bị quỷ ám, nhân danh Chúa Giêsu tao nói với con quỷ này mày có ra không, thì chắc có lẽ là nó tự vì cái lời nói mà nó thể hiện cái sức mạnh, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ mình nói rằng anh đã ăn cắp cái gương của tôi, anh có đưa tôi không, thì chắc chắn người ta sẽ không có sợ, đúng không? Anh lấy cái gương của tôi, anh có đưa tôi không? Là nó khác, đúng không ạ? Thì đó không phải là la. Còn cái vấn đề mà la hét, la đến nỗi mà đứt hơi á, la đến nỗi mà la mà nỗ lực để la đó. Mà thực sự nếu mà thánh linh của Chúa không vận hành, thì bạn có la cỡ nào đi chăng nữa, thì bạn có dặn chảy máu tay đi chăng nữa, thì nó cũng không có gì xảy ra. Amen không ạ? Tùy theo trường hợp. Tùy theo trường hợp. Ví dụ mình ở trong phòng trọ mà xung quanh ở đây người ta quá nhiều, mà mình đóng cửa lại mình la hét là chắc có lẽ là ông chủ đó sớm muộn gì mình cũng đi à. Ma quỷ nó đi rồi mình cũng đi theo, đúng không ạ? Nhiều khi mình nói nhỏ nhưng mà nó mạnh, trong danh Chúa Giêsu truyền lệnh cho mày lui, đúng không ạ? Nhỏ nhưng mà mạnh, chứ không phải nhân danh Chúa Giêsu hỡi quỷ mày có lui không, lui. Mình la hét lên cho lớn, nhưng mà thật sự không có năng quyền của Chúa thì cái sự la hét đó không cần thiết. Amen. Cho nên không nhất thiết phải la hét quá lớn, mà cũng không nói như vậy, không phải là mình nói quá nhỏ, mình nói quá yếu cũng không được. Cho nên đuổi quỷ chúng ta cần phải nói một cách xác quyết, mạnh mẽ, tùy theo thời điểm nữa, tùy theo cái nơi chốn nữa. Amen không ạ? Tôi dạy kỹ như vậy á, chứ không để về anh chị em không hiểu cái là nghe rồi chúng ta làm sai là có hậu quả. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Amen. Uy quyền trong danh của Chúa Giêsu, chúng ta cần phải nói một cách mạnh mẽ. Nói một cách mạnh mẽ, xác quyết. Và thường thường thì những cái sự ốm đau, bệnh tật mà bác sĩ không tìm ra nguyên nhân thì đó là chúng ta kết luận là tà linh nó cầm buộc. Chúng ta cần phải cầu nguyện. Nếu được, có thể kiêng ăn cầu nguyện để rồi chúng ta tìm kiếm ý muốn của Chúa, để Chúa mặc khải cho chúng ta biết được những cái sự ẩn giấu ở bên trong, cái nguyên nhân như thế nào, để chúng ta có thể giải quyết một cách tốt nhất. Amen. Đời sống tái sinh đầy dẫy Đức Thánh Linh không thể bị ma quỷ chiếm hữu được. Anh chị em nên nhớ rằng một bếp lửa nó đang cháy bùng lên thì không có một con ruồi nào có thể đậu được. Và con ruồi nó chỉ đậu trên bếp tro tàn và trên những cái nồi súp bị thiêu thôi. Một đời sống hâm hẩm, một đời sống nguội lạnh thì thường ma quỷ nó áp chế. Nhưng mà nếu một cuộc đời mà đầy dẫy thánh linh của Đức Chúa Trời nóng cháy, amen à, thì giống như là một đống lửa đang bùng cháy, có con ruồi nào vô được không? Có con muỗi nào lảng vảng ở đó được không? Wow,
Mình mới có đi tới đây thôi đúng không ạ? Là quỷ tới kia nó đã chạy rồi. Đúng không? Có một cái bà cụ kia, bà đến với ông Hagin, bà nói rằng: "Mục sư Hagin ơi, tôi thấy con quỷ nó cứ đậu trên đầu của tôi. Nó đậu trên đầu." Ông Hagin ông nói rằng là nếu cái đầu bà có lửa thì quỷ nó không có đậu được đâu. Mà cái đầu của bà lửa nó tắt rồi. Hãy quay qua người bên cạnh mình nói rằng: "Cầu xin lửa thánh linh của Chúa bùng cháy để quỷ nó không có ở, nó không có đậu trên cái đầu của bạn." Amen. Amen. Hallelujah mà. Cho nên cầu xin lửa, đúng không? Cứ cháy. Cháy. Amen. Để lửa nó cháy trong hát bài cháy đâu nha. Amen. Để lửa của Đức Chúa Trời luôn luôn bùng cháy trong đời sống của chúng ta. Cho nên trong ngày lễ ngũ tuần, Kinh Thánh nói là có lưỡi bằng lửa đậu trên mỗi người. Mỗi người có một cái lưỡi bằng lửa. Amen. Mình phải giảng phúc âm lửa cho người dân tộc Việt Nam của chúng ta. Còn giảng phúc âm mà không có lửa thì không có gì xảy ra. Đúng không ạ? Chú biểu ông Samson, ông Samson bắt 300 con chó rừng. À, con chó. Ông cột đuốc đằng sau đuôi của nó, thả ra. Wow, bắt đầu nó nhảy. Nó nhảy vào trong đồng lúa mì của người Philippines. Nhảy đến đâu nó cháy hết đồng lúa mì. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà con chó đó nó không nhảy, ủa nó nhảy nhưng mà nó không có lửa, điều gì xảy ra? Hả? Nó đâu có cháy đâu. Nó đâu có cháy đâu, nó đâu có làm hại gì lúa mì của quân thù đâu, đúng không ạ? Cho nên chúng ta tưởng tượng là cơ đốc nhân mà đi ra mà không có lửa thì điều gì xảy ra? Ma quỷ mình khuấy động cho nó khoái luôn á, đúng không ạ? Nó kêu hôm nay ta nghỉ ngơi ở đây rồi, bữa nay tụi bay tới đây khoái động mà không có lửa thì đâu có hề hẳn gì đến tao đâu. Đúng không ạ? Cho nên chúng ta cần phải mặc lấy lửa ngũ tuần. Amen. Đi ra. Và khi anh chị em có lửa ngũ tuần thì không có một con quỷ nào có thể đậu trên đầu anh chị em. Amen. Đó là lý do tại sao có nhiều người họ được giải cứu rồi, họ trở về nhà, lửa củi tắt ngấm, ma quỷ trở lại. Một quỷ đi, bảy quỷ về. Nó cứ lãng vãng, nó cứ áp chế. Chứ mà một người được giải cứu xong rồi cứ để lửa cháy. Thấy không? Yêu mến lẽ thật, tôn cao lẽ thật, có một đời sống cầu nguyện nóng cháy trong tình yêu của Chúa thì không có một con quỷ nào có thể lãng vãng được. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu. Và xin Chúa cho chúng ta có lửa cháy. Amen. Lửa cháy. Không có ruồi muỗi nào có thể bu trên đầu của chúng ta được. Amen. Giống như là khi mà Sa-đê-rác, Mê-sác và A-bết-nê-gô không quăng vô lò lửa hực, lửa không thiêu cháy được. Nhưng mà khi lửa đó đốt lên, mà những người mà sau này mà kiện cáo mà quăng họ, họ bị bắt quăng vô, thì chưa quăng đến nơi thì lửa nó đã thiêu đốt hết mấy người rồi. Chưa quăng vô là những người đang khiêng đó, quăng vô nó đã cháy rồi. Chúng ta thấy những cái đám lửa không? Mình đến gần thôi đúng không ạ? Là mình đã sám mặt rồi. Chứ đừng có nói là vô cái trung tâm của lò lửa nó là xong. Đúng không? Cho nên khi mà cơ đốc nhân mà mang lửa đi á, đó là lý do tại sao mà Chúa nói là hãy bàn chân các ngươi đạp đến đâu thì ta ban sứ ấy cho các ngươi. Ma quỷ phải thối lui. Tại sao có nhiều khi mình la, mình hét, mình kiêng ăn cầu nguyện, mình đuổi hoài quỷ nó không ra là bởi vì không có lửa. Amen. Không có lửa thì nó đâu có sợ đâu. Con chó chạy mà không có lửa thì đám lúa mì vẫn còn y nguyên. Đúng không ạ? Mà chạy mà không thiêu đốt được đám lúa mì á, là coi chừng. Tôi chắc chắn rằng là dân Philippines nó sẽ đến chặt đầu Samson liền. Tại vì lẽ ra nó tha cho, đúng không ạ? Còn bây giờ mày làm mà làm không tới nơi. Đúng không ạ? Cho nên có nhiều người á, nói rằng là: "Ủa mục sư ơi, cái hồi em chưa tin Chúa không sao hết á, mà sao em tin Chúa về em hết hoạn nạn này đến hoạn nạn kia?" Bởi vì mình làm không tới nơi, nó bầm dập. Hiểu không? Ngày xưa lẽ ra nó không có Chúa thì nó thuộc về ma quỷ luôn, thì nó cũng còn đỡ đỡ chút đi. Còn bây giờ nó nửa tối nửa sáng á,
Đúng không ạ? Không thuộc về Chúa luôn mà con không thuộc về ma quỷ luôn. Nó lương ương lỡ dở đó. Nó giống như mình phẫu thuật mà không tính nơi á. Giống như mấy người bị ung bú vậy đó. Để đó đừng tra dao kéo vô sống thêm vài tháng nữa. Mà tra dao kéo vô mà không xạ trị đó, không làm cho tới nơi đó là khoảng chừng vài ngày chết rồi. Cho nên nhiều cơ đốc nhân nó bầm dập tơi tả là vậy đó anh chị em. Làm thì làm không tới nơi, mà cứ chọc chọc khiêu khiêu vậy. Ma quỷ nó ghét quá nó quậy cho tới bến luôn. Amen. Hallelujah, chúng ta ngợi khen Chúa. Amen. Hallelujah. Chúng ta biết rằng là có hai loại luôn luôn đeo đuổi, đeo bám chúng ta. Nhưng mà chúng ta cần phải nhận dạng đó là tà linh hay thánh linh. Nhiều khi tà linh nó cũng có thể cầu nguyện tiếng lạ được đó anh chị em. Nhưng mà cái tiếng của nó nghe khác lắm. Nó không giống tiếng của thánh linh. Đó là lý do tại sao mà khi mà anh chị em cầu nguyện bắp tem thánh linh cho ai, chúng ta cần phải biểu họ xưng nhận tất cả mọi cái tội lỗi hay là cái khế ước trước đây, để không có bị nhập nhằng. Có cái cô này ở trên Lộc Giang, tới bây giờ luôn có nhiều anh em cũng biết cái cô đó. Và anh chị em biết rằng là khi mà cô tin xong là cô học chương trình xô, rồi có một tôi tới Chúa đặt tay lên, có nghĩa là không có làm sạch cái quá khứ mà đặt tay lên, rồi bắt đầu tà linh nó nổi lên, nó nói tiếng lạ luôn. Cái một ngày kia cổ ma quỷ nó ứng lên, nó nói rằng là bây giờ tụi bay phải dọn hết cái phòng này cho tao, tao sẽ đến đây tao ngự 3 ngày rồi ta sẽ đi. Tại sao tụi bay để ô uế như thế này? Bắt ông chồng vô trong kia mua lúa xong là thấy người ta thờ cúng hình tượng, bà dẹp hết hình tượng. Cái người ta tưởng bà này ông lên bà xuống, người ta cũng thà làm theo luôn. Cô ơi, thầy ơi, thầy tha cho gia đình của em. Rồi bắt đầu đi đường, cái gọi điện thoại cho mục sư Bửu mới nói rằng là bây giờ mục sư cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ gửi cho. Nhưng mà tôi tớ của Chúa là biết là cái người này có vấn đề rồi. Thậm chí mà nó lừa dối. Rồi bắt đầu đi đường mà nói rằng là ông về nhanh lên cho con heo ở nhà nó đang xảy ra. Nó đang xảy, mà khi mà về tới nhà là con heo nó xảy y chang luôn. Rồi khi mà đến cầu nguyện, các tôi tớ của Chúa đến cầu nguyện, đặt tay cầu nguyện đuổi quỷ thì nó nói như thế này: tại sao các con lại đuổi ta? Ta là Chúa của các con mà. Tại sao các con lại đuổi ta chứ hả? Nói thậm chí mà cái người mà không biết là bây giờ Chúa hay tà linh đi. Thậm chí mà nó còn nói rằng là nó ủng hộ cho tiền để tổ chức Giáng sinh nữa. Bắt đầu lúc bây giờ là mục sư Bửu gọi cho tôi nói rằng là: mục sư Sĩ ơi, bây giờ anh bận quá rồi, bây giờ nhờ hai vợ chồng em đến giải quyết cái ca ở tại Lộc Giang giùm. Ô, hai vợ chồng tôi bay đến đó bắt đầu chúng tôi cầu nguyện. Nó nói là tại sao các con đuổi ta, làm mình chẳng mình cũng giật mình không biết rằng là bây giờ Chúa hay là tà linh. Nếu mà tà linh thì tà linh thì mình đuổi được, chứ thánh linh mình đuổi là mình phạm tội chết. Cái bắt đầu cái chúng tôi cầu nguyện mà nói miết chiều tối tối rồi, nó biểu đóng cửa bịt lại hết luôn. Cái tôi hỏi đứa bé gái, tôi nói: bé ơi, hồi giờ mẹ của con có bị như vậy không con? Nó kêu: dạ bị hoài chứ gì. Hỏi bị sao? Ngày xưa mẹ con chưa tin Chúa là mẹ con cứ lên đồng lên bóng miết vậy đó, rồi người ta nhập về cái cầu hồn cái nói tùm lum tà lai vậy đó. Cái nó nói rằng là ta sẽ ngự đây 3 ngày, rồi 6-3 ngày ta sẽ đi chỗ khác. Cái tôi nói rằng: à, vậy là mày rồi. Tôi nói với nó như thế này: trong danh Chúa Giêsu có lời của Chúa chép rằng, Chúa nói rằng Chúa ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế trong Ma-thi-ơ 28. Rồi trong Tin Lành Giăng đoạn 14 câu số 16-17, Chúa Thánh Linh nói rằng Ngài ở với chúng ta đời đời, chứ Ngài đâu có ở tạm thời đâu. Cho nên mày là ma quỷ, mày hay đi đây đi đó. Cái tôi đặt tay lên, tôi nói chính xác, bắt đúng mạch luôn. Tôi nói là trong danh Chúa Giêsu Christ ta trói cột cái linh đồng bóng đồng cốt này phải lui. Cái nó làm cái nó lụng. Cái bắt đầu nó quỷ cái âm xuống, quỷ nó xuất ra. Cái bà tỉnh dậy, bà nói: ủa
Sao đứa nào đóng cửa hết trơn vậy bay? Mở ra. Ủa sao mục sư có ở đây? Ui mà tôi làm gì vậy mục sư? Mục sư tha thứ cho tôi nha. Tôi nói không sao. Anh chị em thấy không? Cho nên khi mà ma quỷ nó nói, mình phải cần biết lẽ thật. Khi mà mình đối diện với ma quỷ giống như là một phạm nhân mà đứng trước quan tòa, mà anh chị em là sứ giả giống như là đại diện cho quan tòa, chúng ta cần phải biết luật pháp của Chúa, lẽ thật của Chúa. Mà khi chúng ta biết lẽ thật của Chúa, chúng ta nói, nó mới phục. Còn không thì đặt tay đuổi hoài nó không ra đâu anh chị em. Và khi mà nói đúng trọng tâm rồi là bắt đầu đặt tay lên cái là chuyên lệnh, cái là nó là nó lụn xuống, nó ngã cái đít xé nó, ma quỷ nó xuất nó đi ra luôn. Và cảm ơn Chúa, người phụ nữ đó cho đến bây giờ vẫn giữ đức tin, vẫn yêu mến Chúa, vẫn nóng cháy. Amen. Cho nên chúng ta cần phải phân biệt đâu là tà linh và đâu là thánh linh của Chúa. Amen. Và làm sao để chúng ta có thể phân biệt được thật cái nào thật và cái nào giả, là chỉ có lẽ thật là những gì mà Chúa đã nói, còn lẽ giả là nó không có. Amen. Có thể nó có lý đó nhưng mà không phải là chân lý. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Và anh chị em biết rằng là khi cái người mà chúng ta giải cứu đó, chúng ta cần phải được chăm sóc trong sự yêu thương. Cái khâu chăm sóc là khâu quan trọng. Amen. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu số 16, xin mời anh chị em mở ra trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu số 16. Amen. Tất cả chúng ta đều là những chi thể trong một thân thể. Chúng ta cần phải hỗ tương và tùy theo lượng sức mạnh của từng phần. Vì vậy cho nên Đức Chúa Trời ban cho trong hội thánh của Ngài có 5 cái ân tứ chức vụ: sứ đồ, tiên tri, mục sư, giáo sư và thầy giảng tin lành. Thầy giảng tin lành, mục sư và giáo sư. Amen. Và 5 cái ân tứ chức vụ này và cộng với những cái ân tứ chức vụ mà trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 đã nói thì để làm gì? Không phải là để mình so sánh, mình cạnh tranh. Không phải là để mình hơn thua. Rồi mình ganh tị với nhau. Không phải như vậy anh chị em. Tùy theo lượng sức mạnh của từng phần. Chúng ta hầu việc Chúa nó giống như là một đội đá bóng. Người thì hay cái tay. Là làm gì? Bắt thủ môn. Người thì hay cái đầu. Đúng không ạ? Là chuyên hay mà câu bóng vô, câu cao là anh đánh đầu vô. Đúng không ạ? Người thì hay cái chân trái. Phải đi cánh trái. Người hay chân phải đi cánh phải. Đúng không ạ? Người thì hay thủ hay lắm, nhưng mà cho lên đá tiền đạo là dở ồm. Cho nên cái quan trọng là chúng ta nhận biết mình có loại ơn nào để phục vụ cho thân thể, để hỗ tương cho nhau, hỗ trợ cho nhau, để làm cho tùy theo lượng sức mạnh của từng phần mà khiến thân thể được gây dựng trong sự yêu thương. Amen chị em. Cảm ơn Chúa. Cho nên mình đừng có so sánh người này với người kia. Nhưng mà cảm ơn Chúa là khi mà mình thấy anh em của mình vận hành trong cái ân tứ đặt đúng chỗ để giúp đỡ cho hội thánh của Chúa, mình cảm ơn Chúa. Amen. Ví dụ như bây giờ tôi thật sự tôi đâu có biết nói tiếng Anh. Bây giờ có cái ông giáo sĩ trường IVBI đến đây, tôi phải nhờ ai? Nhờ mục sư Tuấn. Chứ tôi mà ráng tôi giảng là không biết anh em nghe sao nữa. Tôi có biết tiếng Anh đâu mà dịch. Tôi biết tiếng em không à? Đúng không à? Rồi cái người không biết đàn, không biết hát, hát thì muốn ghé đâu ghé, muốn đâm xuồng bể mà cũng đứng lên hướng dẫn thôi xong luôn. Đúng không à? Cho nên tùy theo cái ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi người, chúng ta phải biết sử dụng cái ân tứ đó một cách triệt để và giúp đỡ cho thân thể của Đấng Christ. Và đặc biệt là cái người mà chúng ta giải cứu, chúng ta cần phải gây dựng họ, anh chị em. Đẻ con ra thì dễ mà nuôi con mới là chuyện khó. Còn sinh con ra mà không nuôi nó cũng chết, nó chết yếu. Nuôi mà không biết nuôi cũng chết nữa. Đúng không ạ? Có nhiều bà mẹ cho con bú, bú riết hồi chết luôn. Tự giờ bú nó bú rồi mình phải rút nó ra chứ. Đúng không ạ?
cứ mơ ngủ mà cứ nhét nó vô giày cái nó ngợp nó chết luôn. Có nhiều... đúng không ạ? À? Có nhiều người không biết nuôi con mà cho ăn quá nó cũng chết nữa. Ăn rồi mà không cho nó vận động mà cứ đè nó ra mà cứ cho nó ăn miết từ sáng tới chiều nó béo phì nó chết. Có nhiều người cũng ăn, có nghĩa là học thì học miết. Một tháng 30 ngày cứ hết hệ phái này học tới hệ phái kia học. Qua hệ phái kia học. Học riết hồi cái đầu nó bự mà cái lòng chút xíu. Suy dinh dưỡng. Thấy không? Học riết hồi cái là không chịu hành. Là bắt đầu thêm trí thức là thêm nhiều lý luận. À, cho nên là xin Chúa cho chúng ta vừa học vừa hành. Amen ạ. Học một làm một. Xin Chúa cho chúng ta. Trường Kinh Thánh IVBI dạy 2 tuần. Anh em còn 2 tuần đó để về nhà sống với thực tế. Sống với những gì mình học. Đó là lý do tại sao mình không học 24/24 là như vậy đó. Amen. Cho nên khi anh chị em chăm sóc một tín đồ cũng vậy anh chị em. Nhiều lúc mình không biết chăm sóc, giống như người mẹ không biết chăm sóc con. Nguy hiểm. Người mục sư hay là giáo sư cần phải trang bị học hỏi liên tục để biết cách nuôi bầy chiên của mình, cho nó ăn đúng giờ. Chúa nói là phước thay cho những kẻ cho chiên ăn đúng giờ. Amen à, khi chủ đến sẽ khen thưởng. Hallelujah, cảm ơn Chúa Giêsu. Hãy quay qua người bên cạnh mình nói rằng là bạn ơi, hãy chăm sóc những tín đồ bằng tình yêu thương. Amen. À. Cái từ yêu thương này không có nghĩa là mình nuông chiều nha anh chị em. Mình phải có kỷ luật nữa. Amen. Mình phải có những cái nguyên tắc nữa. À, chứ không phải là yêu thương nó làm gì mình cũng chấp nhận. Chúa có ân điển nhưng mà ân điển của Ngài á, là trong cái ân điển nó có những cái nguyên tắc, những cái luật lệ. Amen. Để rồi mới thực sự là được gây dựng. Những cái nguyên tắc luật lệ nó không phải khiến cho người ta, không khiến cho người ta khổ đâu, nhưng mà khiến cho người ta sướng đó. Nó giống như là bây giờ ví dụ như Việt Nam mình bắt buộc phải đi ra đường đội mũ bảo hiểm. Không phải là để đề phòng công an, nhưng mà để bảo vệ cái đầu. Đúng không ạ? À? Thì đôi khi ở trong Chúa, Chúa có những cái luật lệ, có những cái mạng lệnh. Không phải là Chúa khó với mình, nhưng mà mục đích là để giữ cho mình cái đời sống tinh kính. Để Đức Chúa Trời hợp pháp ban phước cho mình mà không bị quỷ Satan nó tấn công. Amen. Cho nên có những cái hàng rào để bảo vệ những đứa trẻ. Không phải là bà cô giáo khó tính, nhưng mà để bảo vệ nó khỏi tai nạn, khỏi những người bắt cóc. Amen. Xin Chúa giúp cho tôi và anh chị em biết, khi mà giải cứu một người, chúng ta cần phải chăm sóc họ đúng mức để họ có thể tăng trưởng thuộc linh của mình. Bởi vì anh chị em biết rằng tại sao mà những người mà mình giải cứu là họ hay bị lại không? Vì họ rất là nhạy bén về linh. Những cái người mà họ yếu về lý trí đó, họ thiên về cảm xúc đó, thì hay bị nhập lắm. Mà khi mà ma quỷ nó ra rồi, cái nhà quét sạch rồi, nó nhớ lại đường xưa lối cũ, nó hay về. Cho nên cái người mà bị là dễ bị đi bị lại. Nên anh chị em cần phải chăm sóc đặc biệt. Đúng không ạ? À? Giống như là một cái người mà bị corona nó tấn công rồi. Đúng không ạ? À? Khi trở về đôi khi Bộ Y tế cũng phải theo dõi. Nhiều khi nó chưa dương tính. Nó dương tính nhưng mà nó chưa có phát hiện ra. Nó còn âm tính nhưng mà nó vẫn còn cái con virus trong đó. Phải theo dõi nó. Chứ không để xâm nhập cộng đồng là coi có chừng nó lây lan chết người. Đúng không ạ? Cho nên những người mà bị ma quỷ nó thường hay đi ra đi vô là nó quen thuộc rồi. Và tâm lý cái người đó là bị nó hành hại nhiều năm cho nên đầy dẫy cái sự sợ hãi. Nên cần phải trang bị cái đời sống của họ được mạnh mẽ trong đức tin. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái chủ đề 13. Amen. Anh chị em có câu hỏi nào không? Hả? Làm luôn đi em. Làm luôn đi. Rồi bây giờ qua tới chủ đề 13. 6 lý do tại sao chúng ta mong đợi sự chữa lành. 6 lý do tại sao chúng ta mong đợi sự chữa lành. Sáu lý do
Tại sao chúng ta mong đợi sự chữa lành? Rồi bây giờ anh chị em có ai có câu hỏi nào không để chúng ta chuyển qua cái chủ đề 13? Dạ. Thứ nhất, Đức Chúa Trời chữa lành kẻ bệnh và Ngài không thay đổi. Sáu lý do, anh chị em ghi có sáu lý do. Thi Thiên 103 câu số 3. Gió hay sao chạy vậy? Chưa được, chưa được, tao đào theo hết trơn rồi. Mới mới viết được cái tựa đề cái thầy nhọc rồi không có viết gì hết hả? Nhọc từ từ. Chạy tối mặt tới mũi luôn thầy đọc viết tối mặt tới mũi. Cả lớp mình buồn ngủ cho nên thầy không có những cái gì. Mới thầy nói Đức Chúa Trời là Đức chữa lành không hề thay đổi. Xuân thiên thiên luôn tăng không biết điều gì. Mình lúc con cũng vậy đó anh chị em, đôi khi mình hát cải lương, rồi đôi khi mình chơi bolero và đôi khi mình chơi nhạc pop rock. Ok, xuất đoạn 15 câu 25. Rồi bây giờ chơi bolero đi. Môi-se kêu quan Đức Giê-hô-va, Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy. 15 câu 26. Thầy kêu đọc đúng không thầy? Rồi đọc đi. 15 25. Cho con đọc nó thèm không cho đọc. Chẳng nghĩ đọc luôn. 15 con hay sao? Con đọc 25. Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng dán cho ngươi một trong những các bệnh nào mà ta đã dán cho xứ Ê-díp-tô, vì ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho ngươi. Amen. Cảm ơn Chúa, đó là lời hứa của Đức Chúa Trời ở trong Xuất Yêu Tư Ký, trong Cựu Ước. Và trong Cựu Ước, ở trong Xuất 23 câu 25, anh chị em ghi đi, chúng ta không... chúng ta chỉ đọc một vài câu thôi, bây giờ chúng ta ghi địa chỉ. Và Thi Thiên 103 câu số 3, ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi và chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Amen. Tha thứ và sự chữa lành thường thường đi đôi với nhau. Và Thi Thiên 105 câu số 37, mới có 3 ngày thôi, sao nhớ chồng nhớ con mà bị chi phối vậy? Dạ, chiều phát. Thi Thiên 103 câu số 3, Thi Thiên 105 câu số 37, Thi Thiên 107 câu 20. Anh em yên trí đi. Chiều sẽ phát hết bài cho anh chị em. Nếu chúng ta có ghi không kịp thì chúng ta cũng có bài để coi lại. Amen. Thi Thiên 107 câu 20, xin mời anh chị em đọc. Dạ đọc đi, bây giờ cho đọc đó. Thi Thiên 107 câu 20. Amen. Chúa ra lệnh chữa cho họ lành và rút họ ra khỏi cái quyệt. Như vậy chữa lành là ý muốn của Đức Chúa Trời, và điều này không bao giờ thay đổi. Không phải là ngày xưa Chúa chữa lành cho dân Israel, ngày hôm nay Chúa không còn chữa lành nữa. Và bây giờ chúng ta sang qua Tân Ước, chúng ta cũng thấy rằng
Công việc của Chúa Giê-xu khi Ngài đến thế gian, Ngài giảng về nước Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài cũng chữa lành tất cả mọi người bị bệnh tật ốm đau, và Ngài đuổi nhiều quỷ để giải cứu họ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9, anh chị em mở ra, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu số 35, và Ma-thi-ơ đoạn 8 câu số 16 đến số 17. Amen anh chị em. Các thứ tật bệnh chứ không phải là một thứ. Chúa chữa lành các thứ tật bệnh. Alleluia, cảm ơn Chúa Giê-xu. Trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu số 16. Amen. Người ta đem đến cho những người, cho Chúa những người bị quỷ ám, những người bị vì bệnh tật. Chúa đuổi quỷ, Chúa dùng lời nói để đuổi quỷ và chữa lành mọi bệnh tật. Alleluia, cảm ơn Chúa Giê-xu. Ở trong Hê-bơ-rơ 13 câu số 8. Hay quá ha, bây giờ chúng ta cùng nhau đọc luôn. 1, 2, 3. Chúa không thay đổi, nhưng mà có thay đổi là do con người, do giáo hội, đúng không ạ? Đó là Chúa không bao giờ thay đổi. Alleluia. Điều thứ hai, Chúa Giê-xu chết vì bệnh tật cũng như là tội của chúng ta. Ở trong Ê-sai 53 câu số 3 đến số 6. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta tưởng rằng Ngài đã bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho Ngài khốn khổ. Nhưng Ngài đã vì tội lỗi của ai anh chị em? Chúng ta bị vết. Vì sự gian ác của ai à? Của chúng ta mà Ngài phải bị thương. Bởi sự sửa phạt người để chúng ta được gì? Được bình an. Bởi lằn roi của Ngài. Amen. Bởi lằn roi của Ngài con được lành bệnh. Anh em nói đi. Amen. Chúng ta quay qua người bên cạnh nói rằng bởi lằn roi của Ngài đã chịu mà anh được lành bệnh. Amen. Alleluia, cảm ơn Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy rằng là Chúa của chúng ta, Chúa Giê-xu của chúng ta là đấng đã yêu thương chúng ta. Tất cả những gì mà Chúa Giê-xu chịu thống khổ tại thập tự giá, và Ngài phải trả một cái giá rất đắt tại thập tự giá, thân của Ngài tan nát. Những lần roi mà Chúa Giê-xu phải mang, đó là để gánh tất cả mọi bệnh tật của anh chị em. Tại thập tự giá, Chúa Giê-xu đã trả giá đủ và dư cho anh chị em rồi, để chúng ta có một thân thể khỏe mạnh, để chúng ta có sự chu cấp, để chúng ta có sự chữa lành. Amen. Để bước đi với Chúa một cách sung mãn. Alleluia, cảm ơn Chúa. Thứ ba là tất cả bệnh tật đến từ Satan, và Chúa Giê-xu đến để quỷ phá công việc của chúng nó. Amen. Chúa Giê-xu đến để quỷ phá công việc của chúng nó. Ở trong Giăng đoạn 10 câu số 10, Công vụ đoạn 10 câu số 38. Chúng ta mở ra trong Giăng đoạn 10 câu số 10. Công vụ đoạn 10 câu số 10. Công vụ đoạn 10 câu số 38 và Giăng đoạn 10 câu số 10. Do đang chảy mà anh em nói là bắt đầu nó khựng lại. Amen. Kẻ trộm này là chỉ về ai ma quỷ. Ma quỷ là kẻ trộm cướp. Nó đến để làm gì? Nó không bao giờ ban cho người ta sự bình an và chữa lành đâu, nhưng mà nó đến để nó cướp, giết và quỷ diệt. Nhưng Chúa Giê-xu của chúng ta
Ngài đến để cho chiên. Chiên ở đây là đang nói về mỗi cuộc đời của chúng ta là chiên của Chúa. Được giữ giống sự sống nha. Dư dật và sung mãn. Anh chị em có đang sung mãn đó không? Có không? Hay là mình sống lay lắt rồi qua ngày đoạn tháng rồi chờ ngày về với Chúa? Có người tôi đến tôi thăm cái ông nói tôi sống cũng không còn được bao lâu nữa. Mục sư sĩ ơi, tôi hỏi ủa sao mà ông nói bi quan dữ vậy? Ông kêu tôi thấy nó mệt mệt, nó yếu yếu mà ông thở hơi lên á. Mà ông là người đang giảng dạy đó, mà ông nói như vậy đó. Mà ông nói như vậy là làm sao mà người ta có sức lực để bước đi? Đúng không ạ? À? Cho nên là chúng ta không thể nói bi quan. Mình cậy ơn Chúa, mình tin vào sự thật nhưng mà mình phải có đức tin vào lẽ thật của Chúa. Sự thật là sức khỏe của tôi là nó yếu, nhưng mà lẽ thật của Đức Chúa Trời là nói rằng bởi làn đòn tôi được chữa lành bệnh tật. Amen. Chúng ta được sinh ra là tin vào lẽ thật chứ không phải là tin vào sự thật. Sự thật là để mình công nhận nó thôi. Mình biết được cái tình trạng thật của mình, để rồi khi mình tin vào lẽ thật mình mới cảm ơn Chúa nhiều nhiều hơn nữa. Amen. Hallelujah. Ở trong công vụ đoạn 10 câu số 38. Amen. Ô, cảm ơn Chúa. Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài đi. Đi từ nơi này qua nơi nọ, chữa lành tất cả mọi người bị ma quỷ áp chế ức hiếp, giải cứu họ. Phải nói rằng là đi theo Chúa, hầu vì Chúa thật là sung sướng. Khi nhìn thấy những dấu kỳ phép lạ của Chúa làm, tự nhiên lòng của mình bắt đầu dấy lên. Amen. Có, tôi nghe kể là có cái ông cơ đốc nhân tại Mỹ, ông phát hiện ra ông bị ung thư máu. Ông nói rằng bây giờ quyết định không ngồi đây để mà chờ chết. Đường nào ông nói rằng là thôi bây giờ nếu chết thì chết, nhưng mà làm một chuyến truyền giáo. Ông đi ra Cao Bằng Lạng Sơn, ông truyền giáo 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Qua 1 năm ông về ông khám lại là không, cái virus ung thư máu không còn nữa. Ông sống cho tới bây giờ luôn, ông làm giáo sĩ ở ngoài đó luôn. Amen. Cho nên khi mà mình hầu vì Chúa, mình vui mừng hầu vì Chúa anh chị em. Mình vui mừng, mình phục vụ Chúa, mình cầu nguyện cho người ta đó. Thì anh chị em biết điều gì xảy ra không? Nhiều khi mình bị lừa dối là ôi tôi bị bệnh, tôi cầu nguyện làm sao họ hết bệnh. Nếu Chúa không chữa lành cho con thì con không có cầu nguyện cho người ta đâu. Con có hết bệnh thì con mới cầu nguyện cho người ta được chứ. Nhưng mà lạ lùng lắm. Anh chị em cứ làm theo sự vâng lời Chúa, đặt tay cầu nguyện. Thì khi cái sự chữa lành nó đi qua anh chị em đó, nó đến với người ta thì anh em được chữa lành luôn. Amen anh chị em. Cứ ngày nào mình cũng cầu nguyện là xin Chúa chữa lành. Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện chữa lành cho người này, chữa lành cho người kia. Sự chữa lành nó chảy qua đây, qua đây, qua đây. Đi qua họ cái mình được chữa lành luôn. Amen anh chị em. Ông Abraham, ông vô sinh, không có con. Mà khi Chúa làm cho trong thành của ông vua Abimelech son sẻ, tới chừng Chúa đến là Chúa nói là đừng có ngủ với vợ của Abraham nha. Ngươi mà ngủ với vợ Abraham là ta sẽ phạt ngươi. Và Chúa làm cho cả thành son sẻ. Và khi ông ăn năn, Đức Chúa Trời cảnh báo ông vua Abimelech, ông ăn năn là ông Abraham, ông không có con mà ông lại cầu nguyện cho cả thành không còn son sẻ nữa. Anh em thấy lạ không? Tin lành là phép lạ mà. Amen. Không thể hiểu nổi. Đôi khi mình nghĩ rằng là con nhà con chưa có ai tin Chúa làm sao con đi ra con giảng cho người ta được. Nhưng cái việc đó nếu mình làm hết lòng mà họ chưa tin thì đừng có vì cái đó mà ngăn trở mình không thi hành chức vụ được. Amen anh chị em. Xin Chúa giúp cho tôi và anh chị em có một cái nhìn như vậy để chúng ta bứt phá ra khỏi cái giới hạn. Và khi chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta cầu nguyện và chúng ta thi hành chức vụ thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm qua chúng ta. Ở trong Hebrew đoạn 2 câu số 14. Amen. Ngài là đấng đã sống lại
phá hủy cái kẻ cầm quyền sự chết, đó chính là ma quỷ. Sự phục sinh của Ngài là bằng chứng mạnh mẽ để chúng ta mặc lấy năng quyền của Chúa, để phá hủy tất cả mọi gọng kìm của Satan ma quỷ trên đời sống của một ai đó. Amen. Và điều thứ tư, Đức Thánh Linh là đấng làm cho tất cả các phép lạ của Chúa Giê-xu. Đức Thánh Linh là đấng đã làm tất cả các phép lạ của Chúa Giê-xu, và là đấng khiến Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại. Ngài vẫn đang ở đây với quyền năng của Ngài. Ở trong Roma đoạn 8, chúng ta mở ra Roma đoạn 8 câu số 11. Roma đoạn 8 câu số 11. Amen. Amen. Như vậy là cũng một Đức Thánh Linh đã khiến Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại. Cũng một Đức Thánh Linh đó đang ở đâu anh chị em? Đang ở trong lòng của anh chị em, và khiến thân thể hay chết của anh chị em được sống động. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Cái gì nó làm cho thân thể của chúng ta hay chết? Đó là bệnh tật, đúng không ạ? Và chúng ta còn hy vọng một ngày trong tương lai, thân thể hay chết này cũng sẽ mặc lấy một thân thể vinh hiển để cùng đồng trị với Chúa trong ngàn năm bình an. Amen à. Chúng ta luôn luôn ở trong sự đắc thắng. Amen. Ở trong Roma đoạn 5 câu số 11 và 18, 19. Xin mời anh chị em mở ra. Roma đoạn 5 câu số 11. Amen. Có 18 và 19 cô. Amen. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta mở ra ở trong Công vụ đoạn 10, đoạn 9. Chúng ta đọc câu số 31. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, vì chúng ta biết rằng là khi mà Philip là cái người là một chấp sự đi về Samari giảng đạo. Tại đó thì trước đó có thuật sĩ Simon cũng làm những phép lạ. Nhưng mà khi phép lạ Chúa dùng Philip làm thì trỗi hơn phép lạ của Simon. Và tại trong thành Samari đó, người ta tiếp nhận đạo của Chúa bởi quyền phép xảy ra. Phi-e-rơ và Giăng đến đặt tay cầu nguyện cho họ được báp-têm Thánh Linh. Và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời vùi giúp thì số hội càng ngày càng đông lên. Và chính Thánh Linh đó ngày hôm nay cũng vùi giúp anh chị em và tôi, để cho trong công việc truyền giáo của chúng ta được bùng nổ. Amen. Ngài sức dầu cho chúng ta để làm những cái công tác vĩ đại của Đức Chúa Trời ở tại đất nước Việt Nam của chúng ta. Amen. Và thứ năm nữa là đại mạng lệnh và sự hướng dẫn của Chúa. Thứ năm nữa là đó là đại mạng lệnh và sự hướng dẫn của Chúa. Ở trong Mác đoạn 16 câu số 17 đến 20. Chúng ta dỡ ra và cùng nhau đọc. Rồi chúng ta cùng nhau đọc ha, câu này anh chị em cũng quen thuộc. 1 2 3. Tiếp. Lúc Chúa Giêsu phán
Amen. Amen. Mỗi lần khi mà tôi đi ra truyền giáo, vợ tôi nói rằng là anh ơi, chuyến này anh đi một mình hả? Nhưng mà tôi nói với vợ tôi rằng là không, anh đi với Đức Thánh Linh của Ngài. Amen. Và khi tôi lên xe, tôi nói là Đức Thánh Linh ơi, cùng đi với con cùng đi với Ngài. Bởi vì Chúa hứa rằng là Chúa cùng làm việc với chúng ta, lấy phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Ồ, chúng ta không cô đơn anh chị em. Chúng ta có Chúa đi cùng. Đi đâu có Chúa đi cùng, đi đâu có Chúa ở chung với mình. Hãy quay qua người bên cạnh mình nói rằng, bạn ơi, bạn không mồ côi đâu, có Đức Thánh Linh ở cùng bạn. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu. Tôi khi mà tôi đọc về những cái cuốn sách của ông Cho Dân Ghi là đầy tớ của Chúa tại Nam Hàn, tôi rất là được khích lệ. Và mỗi lần ông nói rằng là khi mà ông bước lên tòa giảng, ông nói, Chúa Thánh Linh ơi, bây giờ xin mời Ngài lên, con với Ngài cùng giảng. Và khi ông đi thăm viếng, ông nói, Chúa Thánh Linh ơi, bây giờ con với Ngài cùng đi thăm viếng. Hầu như là trong cái thời đại này, Thánh Linh chỉ là một thuật ngữ sáo rỗng, và người ta chỉ nhắc trên môi miệng, đúng không ạ? Người ta không nghĩ rằng là Ngài là một thân vị. Nhưng mà Thánh Linh là một thân vị. Ngài là đấng đồng công với chúng ta ngày hôm nay. Nếu chúng ta giảng những bài giảng thuyết hay mà không có sự sức dầu của Thánh Linh Chúa thì nó chỉ là một cái sự sáo rỗng mà thôi. Amen. Cho nên tất cả những gì anh chị em phải ý thức, đó là Thánh Linh của Chúa phải đồng công với chúng ta trong việc giải cứu chữa lành. Nếu không có Thánh Linh của Ngài thì anh chị em không biết những cái mưu trước của tà linh. Bởi vì tà linh nó là vô hình, mà nếu chúng ta không cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để hành động, để thi hành chức vụ, thì anh em thua rồi. Dùng lý trí không xử lý được tà linh đâu anh chị em. Nó giống như là khi mà tôi đến ở trên Lộc Giang đó anh chị em, Thánh Linh của Chúa dẫn dắt mình mới có thể giải cứu được. Có những cái ca rất là hóc búa, chúng ta không thể nào dùng lý trí xác thịt có thể giải quyết được nan đề. Amen. Nhưng mà khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành, mình thấy rằng là Chúa bày tỏ ơn tiên tri, lời nói tri thức, ơn phân biệt các linh, thông dạy tiếng lạ. Và cảm ơn Chúa khi mà chúng tôi học trong cái trường mà IBBI đầu tiên đó anh chị em, chúng tôi tiếp cận về những cái người mà khao khát lễ thật, ngồi chung lại với nhau thì Thánh Linh của Chúa vận hành rất là mạnh mẽ. Có những người được ơn nói tiên tri, được ơn thông dạy tiếng lạ, và bắt đầu Thánh Linh vận hành của Chúa bày tỏ nhiều điều màu nhiệm, nhiều người được giải cứu. Và tôi cũng được khích lệ, tôi được học biết rất nhiều qua cái trường Kinh Thánh IBBI trong cái lớp đầu tiên đó. Và cảm ơn Chúa, khi mà chúng tôi cầu nguyện, hai vợ chồng tôi cầu nguyện cũng vậy. Có những lúc thì khi mà vợ tôi cầu nguyện, và tôi thấy rằng là khi mà chuyển qua cái ngôn ngữ gọi là ân tứ tiếng mới, nói cần phải có thông giải, thì Chúa lại dùng tôi thông giải. Còn khi mà cầu nguyện chung với một sư bửu là Chúa dùng một sư bửu thông giải. Và rất tuyệt vời anh chị em ơi, khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời bày tỏ một điều gì đó mà mình thông giải được qua cái ơn tứ tiếng lạ đó, thì nó có nhiều cái sự màu nhiệm lắm. Mà nếu mà mình không bước đi trong Thánh Linh, không cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì làm sao mình hiểu được những sự màu nhiệm đó, đúng không ạ? Cho nên chúng ta cần phải cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ông John khi cho, ông nói rằng là anh em tưởng tượng đi, tôi chăm sóc một hội thánh 800.000 tín đồ. 800.000 tín đồ, một ngày nhóm 6 suất. Một người ngày nhóm 6 suất nha anh chị em. Và xe buýt mà người ta đậu hàng cây số như vậy đó, chở tín đồ. Ông nói là nếu không cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì làm sao tôi có đủ sức để mà lãnh đạo một hội thánh lớn như vậy. Hầu hết là nhờ Thánh Linh Chúa giải quyết nan đề không. Ông chỉ làm việc với những người lân cận ông thôi, chứ còn tại vì cả hàng trăm ngàn mục sư mà, chứ đâu phải là ngàn đâu anh chị em, hàng trăm ngàn mục sư trong xứ Nam Hàn. Và có nhiều tín đồ ông không biết tên luôn. Sao biết tên hết được? 800.000 gần 1 triệu, nhưng bây giờ là lên 1 triệu rồi. Nhưng mà năm 2000 là 800.000 đó, mà bây giờ nổi đẻ ra không, chứ chưa nói truyền giáo là cũng được hơn 1 triệu rồi. Đúng không ạ? Và ông nói rằng là mỗi ngày ông cầu nguyện tiếng lạ hơn 4 tiếng đồng hồ. Ai nói tiếng lạ là tà giáo.
Tôi nói với anh chị em rằng hầu hết người Việt Nam của mình, Tin Lành Việt Nam của mình đi qua bên Hàn Quốc dự những cái đại hội toàn là của những người ngũ tuần không. CME cũng qua bên đó dự chứ đâu. Rồi Việt Nam mình đi vận động tài chánh cũng qua Nam Hàn vận động. Rồi phong trào tư gia cũng từ Nam Hàn. Amen. Cảm ơn Chúa. Cho nên ở đây cho chúng ta nhìn thấy rằng là Đức Chúa Trời Ngài hứa rằng trong những ngày sau rốt Ngài sẽ đổ Thánh Linh của Ngài xuống. Kể tôi trai tớ gái của Chúa từ trẻ cho đến già được đầy dạy Thánh Linh của Chúa. Họ nằm thấy những khải tượng chiêm bao, họ nói tiên tri. Amen. Và đó là công việc của Đức Thánh Linh đang làm. Hallelujah. Đại mạng lệnh và sự hướng dẫn của Chúa. Và thứ sáu nữa là bởi vì lời hứa của Ngài. Bởi vì lời hứa của Ngài, sự hoàn thành tùy thuộc vào đức tin của mỗi chúng ta. Sự hoàn thành hay không là tùy thuộc vào mỗi một chúng ta. Lời hứa là Ngài đã hứa hết rồi. Tin hay không là quyền của bạn. Theo như đức tin ngươi thì mọi sự sẽ được thành. Nếu bây giờ tôi cho bạn 3 món quà, bạn nói rằng tôi chỉ tin 1 món quà, thì còn 2 món quà kia bạn không nhận. Và nếu bạn nói rằng, ồ con cảm ơn Chúa con nhận luôn 3 món quà, thì bạn có được 3 món. Chúa ban sự cứu rỗi, Chúa ban cho sự chữa lành, Chúa ban cho bắp tem Thánh Linh, Chúa ban cho cái bạn có quyền để đuổi quỷ, nhưng mà bạn không tin, bạn chỉ tin vào sự cứu rỗi không, thì tùy thuộc vào bạn. Nhưng mà Chúa đã làm xong công việc của Ngài rồi. Phần còn lại là tôi và anh chị em tiếp tục tin cậy và mặc lấy lẽ thật của Chúa và hành động trong lẽ thật của Ngài. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu số 19 và trong Mác, Ma-thi-ơ đoạn 18 câu số 19 và đoạn 21 câu số 20-22. Ma-thi-ơ đoạn 18 câu số 19. Amen. Có ai trong chúng ta không có hai người không anh chị em? Nếu mà mình không có hai người để hiệp nhất là thôi mối liên hệ mình quá tệ rồi. Đúng không ạ? Ít nhất là hai người mà hiệp nhau dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi thì Cha ở trên trời sẽ nghe. Mà mình xin theo ý muốn của Ngài thì Ngài chắc chắn sẽ ban cho chúng ta. Ý muốn của Ngài là muốn chữa lành chúng ta. Hai vợ chồng, vợ bệnh, chồng phải hiệp lại với vợ. Thường thường là mình hiệp với ai dễ lắm, mà hiệp với vợ là khó à. Nhưng mà nếu hai vợ chồng mà không hiệp được, làm sao hiệp với người khác được? Đúng không ạ? Cho nên hai người phải hiệp nhau thì mới dời núi được. Amen. Hãy quay qua người bên cạnh nói rằng là hai người bạn phải hiệp một lại thì mới dời núi được. Nói đi. Amen à. Sao không thấy anh nói lo viết không vậy? Nói đi, anh với em hiệp lại thì mới dời núi được, nói đi. Amen. Hallelujah. Và chúng ta mở ra ở trong đoạn 21 câu số 22 và Mác đoạn 11 câu số 22 đến 24. Xin bất cứ việc gì. Có nhiều người thích câu này, nhưng nó không xảy ra, họ trở thành vô tín. Nhưng mà muốn đọc câu này, xin bất cứ việc chi, mà việc chi mà Chúa hứa đó thì Chúa mới làm. Chứ việc chi mà xác thịt mình muốn là chắc chắn Chúa không làm. Amen. Việc chi mà Chúa hứa. Như vậy Chúa hứa là Chúa muốn giải cứu chúng ta. Chúa hứa rằng là Ngài ban sự cứu rỗi cho chúng ta. Chúa hứa rằng là Chúa muốn chữa lành cho chúng ta. Chúa hứa rằng là Chúa muốn cho chúng ta được sung mãn. Amen. Thịnh vượng. Đó là Chúa hứa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Xin mời anh chị em mở ra trong Mác đoạn 22 câu số 24. Mác đoạn 11 câu số 22. Cho đọc nhiều quá. Mác đoạn 11 câu số 22. Quả thật, ta có
Dạ. Dạ. Anh chị em phải thuộc mấy câu kinh thánh này. Amen. Thuộc lòng luôn nha. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Tiếp. Câu 25. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ để Cha các ngươi ở trên đời cũng tha lỗi cho các ngươi. À. Ok. Ở đây tôi được gọi là Mác đoạn 11, tôi gọi rằng là đức tin dời núi nha. Nhưng mà để dời cái hòn núi nan đề đi á, thì phải điều kiện là anh chị em phải làm theo câu 25. Đó là không được bất hòa cùng anh em mình. Amen. Amen. Và nếu anh chị em bất hòa với anh em mình thì anh em sẽ không thể nào dời núi được. Mác đoạn 11. Dạ, câu 22 đến 25. Dạ, dạ, dạ. Và Chúa nói rằng hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Thì các ngươi biểu hòn núi này phải quăng mình, bứng mình lên và quăng xuống biển. Nếu không nghi ngại, nhưng xác quyết, nhưng tin quyết lời mình nói sẽ được ứng nghiệm. Điều đó sẽ thành cho. Khi mà Chúa nói cái câu này, là anh chị em biết rằng là trước đó Chúa đã ra lệnh cây vả cho nó khô cho đến tận rễ. Và khi Chúa quở cây vả nó khô, Chúa quở rồi, Chúa vào trong Jerusalem, Ngài ở đó một qua đêm. Qua hôm sau, Phi-e-rơ nói rằng cây vả mà hôm qua Ngài quở nó đã khô cho đến tận rễ rồi. Khi mà Chúa phán cái lời của Ngài ra, thì Ngài tin rằng cái lời Ngài sẽ được ứng nghiệm. Ngài không ngồi đó để chờ nó có khô hay không. Đúng không ạ? Ngài không có nói rằng là, ồ, mình quở cho không biết là nó có khô hay không ta. Nhưng mà Chúa tin cái lời của Ngài. Và Chúa vào ở trong thành Jerusalem. Hello. Dạ chú ý. Cho nên khi mà Chúa quở rồi, Chúa tin rằng là lời nói của Ngài có năng quyền để khiến cho cây vả phải khô. Chúa vào trong thành, Chúa đi ra sáng hôm sau thấy cây vả khô cho đến tận rễ. Chúa nói rằng các ngươi hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Đức tin của mình phải chạm đến ngai của Đức Chúa Trời, phải kết nối với Đức Chúa Trời anh chị em. Thì chúng ta ra lệnh hòn núi phải bứng mình lên, quăng xuống biển, chúng ta không nghi ngờ, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ được ứng nghiệm thì điều đó sẽ thành cho. Giống như con tôi nó xin, nó nói ba ơi, mua con mà học giỏi ba mua cho con chiếc xe đạp nha ba. Tôi hứa rằng 3 tháng nữa tôi sẽ mua cho nó chiếc xe đạp. Nó đi ra nó khoe, nó nói ô bạn ơi, ba mình đã hứa với mình mua cho mình chiếc xe đạp. Hỏi bạn có xe đạp chưa? Kêu chưa, có lời hứa rồi. Chỉ còn là thời gian mà thôi. Như vậy khi mà anh chị em cầu nguyện, khi anh chị em vận hành trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì Ngài ban cho chúng ta lời sự sống, lời rema của Ngài. Và Ngài phán với chúng ta một điều gì đó. Và chúng ta nắm chắc lời hứa của Ngài và tin, và còn đến hay không là thời điểm mà thôi. Chắc chắn nó sẽ đến. Chắc chắn nó sẽ đến. Đức Chúa Trời không bao giờ nói dối. Điều chi Ngài hứa thì Ngài sẽ làm. Điều chi Ngài phán thì Ngài sẽ làm cho trọn. Amen anh chị em. Nhưng mà với điều kiện phải có đức tin đến Đức Chúa Trời. Thì giống như là cái quạt này. Amen. Anh chị em thấy không? Bây giờ tôi rút chốt ra này. Nó chỉ là cái quạt thôi. Nhưng mà khi tôi cắm vào cái nguồn điện thì bắt đầu cái quạt này nó chạy. Còn cái quạt này mà không cắm với nguồn điện này á, nó chỉ là cái quạt bình thường thôi để chặt nhà. Thì chúng ta sẽ sinh ra lòng trái, chúng ta sẽ có kết quả. Và lúc bây giờ chúng ta mới có thể dời núi được anh chị em. Amen. Amen. Alleluia. Và Chúa nói rằng là quả thật ta nói cùng các người,
mọi điều các ngươi cầu xin hãy tin đã được, bất điều đó sẽ là. Hãy tin đã được chứ không phải sẽ được. Cái từ đã là một động từ, nói lên cái công việc hoàn tất của Chúa Giêsu tại thập tự giá, và mình đã có lời hứa rồi thì mình tin rằng điều đó sẽ xảy ra trên đời sống của mình khi mà mình làm. Amen. Cho nên anh chị em cần phải có một đời sống hòa thuận. Cái này là cái quan trọng lắm. Bất hòa, hãy để của lễ đó về làm hòa với anh em mình. Đến dân của lễ Đức Chúa Trời mới nhận. Chứ không phải rằng là mình bất hòa với anh em mình mà mình đi ra mình cầu nguyện không có gì xảy ra. Amen. Cho nên cái sự hòa thuận nó quan trọng, để rồi chúng ta làm công việc Chúa có hiệu quả. Amen. Xin Chúa cho chúng ta sống trong sự hòa thuận, yêu thương. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em ở trong Đấng Christ vậy. Hầu cho chúng ta có kết quả cho Chúa. Và đây là 6 điều, 6 lý do tại sao chúng ta mong đợi sự chữa lành. Amen. Thứ nhất là Đức Chúa Trời muốn chữa bệnh. Thứ hai là Chúa Giêsu chết vì bệnh tật của chúng ta. Thứ ba là tất cả bệnh tật đều đến từ Satan, nhưng Chúa Giêsu đến để quỷ phá nó. Thứ tư là Đức Thánh Linh là đấng giúp đỡ chúng ta hoàn thành cái công việc của Chúa Giêsu giao phó. Và thứ năm là đại mạng lệnh. Amen. Đó là một đại mạng lệnh mà Chúa Giêsu Ngài đã làm, và Ngài muốn tôi và anh chị em phải thi hành đại mạng lệnh. Và thứ sáu là bởi vì lời hứa của Ngài, sự hoàn thành tùy luộc thuộc vào đức tin của chúng ta. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em, và chúng ta kết thúc buổi chiều hôm nay. Xin Chúa ban cho anh chị em ăn ngon miệng. Và xin mời tất cả chúng ta đồng đứng lên. Hallelujah. Rồi, anh chị em hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Hallelujah, chúng con dâng lời tạ ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành. Cảm ơn Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã đồng công với chính mình con cũng như anh chị em con qua lời của Ngài. Xin Chúa sức dầu ban ơn để chúng con tiếp tục khiêm nhường học hỏi lời của Chúa được trồng trong mỗi đời sống của chúng con. Mọi sự tốt lành cùng ân điển ban cho bởi Cha mà đến, trong Ngài không có sự biến cải, trong Ngài không có sự đau lòng, nhưng trong Ngài chúng con được gây dựng, chúng con được bước đi và kết quả hầu cho danh Cha được vinh hiển. Chúng con cảm ơn Ngài. Ô, xin Chúa tiếp tục sử dụng mỗi một chúng con là công cụ ở trong tay của Ngài. Xin Chúa sử dụng môi miệng của con, đôi tay của chúng con và đôi chân của chúng con để bước đi và làm công việc của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, con dâng chính mình con cũng tất cả anh chị em của chúng con trong sự tế trị và sự ban ơn của Ngài. Cầu xin ân điển của Chúa gia tăng trên chúng con. Bội phần hơn nữa, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Xin Ngài thánh hóa thức ăn buổi trưa hôm nay để chúng con ăn vào khỏe mạnh, bình an. Để chúng con tiếp tục học lời của Ngài buổi chiều nữa, chúng con hết lòng cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu.